thêm buông bỏ để cho lòng bình yên. Thà yêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương, mặc cuộc đời này sao cũng được. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cùng nhạt cũng phai, chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không? Nhà đất Thế Chiến trên kênh YouTube xin kính chào quý vị nha. Vâng, công ty chúng tôi chuyên xây dựng, sản xuất, cung cấp kinh doanh và phân phối mọi nhà đẹp, đất đẹp, tòa khách sạn và căn hộ thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra còn có các trang fanpage do Facebook, Zalo, TikTok, Twitter, Instagram, vân vân. Quý vị có nhu cầu hãy truy cập các trang Facebook và Zalo để theo dõi được nhiều sản phẩm hơn, nhiều thông tin hơn nha. Vâng, hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị một siêu phẩm mới hoàn thiện xong. Căn nhà hôm nay tọa lạc tại vị trí đường 7/5 thuộc khu vực phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Khu vực phường Hòa Xuân là khu vực thiết kế quy hoạch 100% đường 7/5, đường 7 và đường 10, và vỉa hè hai bên là mỗi bên 4m. Căn nhà hôm nay thì nằm hướng đông nam nha quý anh chị. Căn nhà mới hoàn thiện xong, xây mới hoàn toàn và một trệt hai lầu. Diện tích của Hòa Xuân là 100m², đất quy hoạch đồng bộ 100m² nha quý anh chị, ngang 5m, dài 20m. Căn nhà hôm nay nằm hướng đông nam, hướng rất là mát, bằng buổi sáng và buổi chiều cũng rất là mát luôn. Quý anh chị nào màng đông tứ mạng nha. Phía trước ngôi nhà đây, vỉa hè 4m và chúng ta có cây xanh hai bên. Căn nhà này thì không cống không trụ ha. Căn nhà này thì đất 100m² và chúng ta có xây dựng một trệt hai lầu, chúng ta xây dựng là 80m² quý anh chị. Tổng diện tích sàn là 240m², chúng ta đổ 3 tấm. Không gian thiết kế đổ 3 tấm và phía trên mái chúng ta có lập tôn chống thấm đầy đủ. Xây dựng rất là kiên cố cho quý anh chị ha. Căn nhà này hôm nay thì bên Thế Chiến sẽ bảo hành cho quý anh chị 2 năm chống thấm, như là bảo trì trọn đời cho quý anh chị ha. Ở đây là phía trước ngôi nhà. Phía trước này chúng ta có khu vực sân gara ô tô. Phía bên này chúng ta sẽ có một hàng cây trồng cây xanh, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Hiện tại thì căn nhà hôm nay thì mới hoàn thiện xong. Vừa quay rất là vội cho nên là quý anh chị vẫn còn rất là nhiều đồ đạc ở đây ha. Căn nhà vừa xây mới quý anh chị ha. Khu vực sân gara ô tô chúng ta để chiếc 7 chỗ vô tư nha quý anh chị. Với không gian thiết kế tầng trệt này, chúng ta có sân gara ô tô, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và toilet. Tầng 2 chúng ta có chủ yếu hai phòng ngủ chính và một phòng khách nhỏ. Tầng 3 chúng ta có phòng thờ và sân phơi. Căn nhà hôm nay thì chúng ta công năng đầy đủ ha. 3 phòng ngủ, 4 toilet. Thích hợp cho chúng ta, gia đình chúng ta, 3 thế hệ chúng ta ở Văn Phú Tư. Diện tích trên tầng 3 thì chúng ta cũng khá là rộng luôn. Chúng ta có thể tận dụng thêm để chúng ta có thể làm thêm phòng ngủ. Và đây là khu vực không gian phòng khách nha quý anh chị. Phòng khách này thì đầy đủ rồi. Cả có kệ tivi cũng như là bộ sofa. Căn nhà hôm nay thì chỉ có thiếu các thiết bị điện nha quý anh chị ha. Tivi, tủ lạnh và điều hòa thì chưa có thôi. Cái này chúng ta mua về, chúng ta sẽ thích mẫu hãng nào chúng ta sẽ mua lắp vào. Tiếp theo phòng khách cho đến phòng bếp. Thiết kế không gian bếp chữ U rất là đẹp nha quý anh chị ha. Chúng ta có sẵn bếp điện từ cũng như là bộ bàn ăn 6 ghế. Nói chung căn nhà hôm nay thì chúng ta chỉ có full nội thất rồi, 98% nội thất, còn lại vài thiết bị điện thôi, cũng như là xách quần áo vào ở thôi. Căn nhà hôm nay thì nằm khu vực trung tâm của phường Hòa Xuân, đường Thanh Lương, khu vực khu dân cư phường Thanh Lương, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.
Khu vực này thì đông dân cư đúng không chị ha? Mật độ nhà ở đây tầm khoảng 90% rồi, còn vài lô đất thôi. Khu vực này thì gần bờ sông, cách bờ sông 100 mét thôi. Khu vực này và khu dân cư dân trí cũng như là rất là thoáng mát luôn. Đây là phía sau của ngôi nhà. Phía sau thì chúng ta có giáp đường thoát hiểm 1,5 mét luôn. Đây. Phía sau rất là thông thoáng như quý vị ha. Rất là sạch sẽ. Ở đây khu toàn khu nhà mới thì quý vị ha, khu dân trí cao. Vị trí khu vực Hòa Xuân là trung tâm của phường Hòa Xuân, thì chúng ta cách trung tâm thành phố như là chúng ta đi qua Hải Châu thì chỉ tầm mất khoảng 3 km thôi quý anh chị. Chúng ta đi qua cầu Hòa Xuân là chúng ta sẽ đến với Hải Châu rồi. Nếu chúng ta đi đến sân bay Đà Nẵng thì mất khoảng tầm 5 km, đi là tầm khoảng 10 phút thôi. Và nếu chúng ta đi đến sông Hàn, cầu Rồng thì mất khoảng 15 phút, đi đến biển Mỹ Khê cũng mất khoảng tầm 15 phút thôi. Nói chung trung tâm thì chúng ta đi đến đâu cũng gần ha. Vị trí này thì đường 7,5 m rộng rãi, khu dân cư thoáng mát. Nếu mà quý anh chị nào chúng ta đang có nhu cầu tìm nhà ở tại thành phố Đà Nẵng thì có thể tham khảo ngay khu vực khu dân cư phường Hòa Xuân. Hoặc nếu quý anh chị có nhu cầu mua nhà đất tại khu vực khác tại thành phố Đà Nẵng thì có thể liên hệ với Chiến. Chúng tôi có rất là nhiều đơn vị cũng như là nhiều sản phẩm nhà đất tại trong tất cả thành phố Đà Nẵng luôn quý vị ha. Hoặc là nếu quý anh chị nào đang có nhu cầu chúng ta xây dựng nhà ở thì có thể liên hệ với Chiến. Chúng tôi là đơn vị xây dựng thiết kế và thi công trọn gói nhà ở cho lại cho quý anh chị ha. Tiếp tục không gian là chúng ta lên tầng 2. Tầng 2 chúng ta có không gian ở giữa, chúng ta làm sảnh làm phòng khách nhỏ. Căn nhà hôm nay thì chúng ta có hai phòng khách luôn ha. Hai phòng khách, hai bên chúng ta có phòng hai phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ thì chúng ta cũng có nội thất như nhau như quý anh chị ha. Nội thất thì chúng ta nội thất gỗ công nghiệp. Mỗi phòng đều có toilet riêng. Không gian toilet thì chúng ta có khu vực tắm đứng, bồn cầu cũng như bồn rửa mặt. Khu vực tắm chúng ta có vách kính ngăn riêng. Nói chung căn nhà hôm nay thì không gian thiết kế cũng khá là đơn giản, công năng đầy đủ. Một phòng ngủ thì chúng ta đều có trang bị full nội thất rồi, giường tủ, chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, vân vân. Hiện tại thì vẫn đang còn một ngày nữa xong, thời điểm lắp điện vẫn chưa xong như quý anh chị ha. Đây là không gian phòng ngủ thứ ba như quý anh chị ha, phòng ngủ mặt tiền. Phòng này thì diện tích lớn nhất tầm 40 m². Chúng ta có hai cửa sổ rất là đẹp luôn, rất là thoáng. View nhìn ra phía trước mặt tiền cũng như là có lối ban công riêng như quý anh chị. Phía trước này chúng ta có lối ban công hoặc là chúng ta có dùng để trồng cây. Vâng, nếu quý anh chị mà chúng ta đang cần tìm nhà ở tại khu vực đường xá rộng rãi cũng như là thoáng mát thì có thể tham khảo ngay căn nhà hôm nay thuộc khu vực phường Hòa Xuân. Khu này thì dân cư dân trí, chúng ta định cư rất là tốt. Và căn này giá bán là hiện tại là 5 tỷ 450 triệu quý anh chị. Giá bán căn nhà hôm nay là 5 tỷ 450 triệu, vẫn còn thương lượng cho quý anh chị thiện chí muốn mua. Vâng, giá bán hiện tại vẫn còn thương lượng nha. Một căn nhà xây dựng 80 m² đất ha. Đầy đủ công năng, 3 phòng ngủ, 4 toilet, phòng khách, phòng bếp. 2 phòng khách, phòng bếp, phòng thờ và sân phơi. Khu vực cuối cùng chúng ta sẽ đến khu vực tầng 3 nha quý anh chị.
Không gian tầng 3 thì chủ yếu chúng ta có phòng thờ phía trước và sân phơi phía sau. Nói chung căn nhà hôm nay thì chúng ta có thể vào ở ngay. Thiết kế rất là đẹp, sáng sủa, không gian rất là thoáng, ánh sáng rất là nhiều, tạo sinh khí rất là tốt ha. Đây, phía sau này chúng ta sẽ có một sân phơi khá là rộng luôn. Công năng như thế này thì chúng ta đầy đủ, chúng ta để mà chúng ta sinh hoạt đầy đủ ha. Khu vực sân phơi được rào hết luôn anh chị. Vị trí căn nhà này thì nằm gần bờ sông, cách bờ sông 100m thôi, cho nên là gió thổi rất là thoáng mát. Chúng ta phơi đồ ở đây thì cũng rất là nhanh khô. Ở đây chúng ta có khu vực cầu thang để lên thang máy nha quý chị. Máy thì chúng ta có sẵn bồn 500 lít cũng như là bồn năng lượng mặt trời. Nhà hôm nay thì chúng ta chỉ vào ở ngay. Công năng thì chúng ta vẫn các liên quan đến chống thấm thì chúng ta cũng không cần chống thấm thêm gì cả. Phía trên mái thì chúng tôi cũng đã lắp sẵn quý chị lập tôn chống thấm luôn rồi. Tiếp tục phía trước này. Trước này chúng ta có khu vực này để chúng ta làm kho. Khu vực kho này thì được liên kết với cái phòng toilet phía dưới nha quý chị ha. Liên kết phía dưới và chúng ta có sẵn khu vực giếng trời chỗ này luôn để lấy ánh sáng. Đây là một trong những thiết kế rất là hài hòa. Thường thường thì chỗ này thì thường chúng ta rất ít gia đình chúng ta thiết kế như thế này để mà chúng ta lấy ánh sáng nha. Thường những ngôi nhà thì chúng ta rất là tối. Và căn nhà này thì thiết kế rất là hài hòa luôn. Cuối cùng là khu vực phòng thờ. Khu vực thờ tầm khoảng 15m2, 13m2 thôi. Nói chung mà đầy đủ tiện nghi cho chúng ta sinh hoạt gia đình. Với giá bán hiện tại cũng đang rất là tốt, vẫn còn thương lượng cho quý chị chỉ muốn. Khu vực cuối cùng ban công phía đây tầng nhà của anh chị ha. Nói chung căn nhà hôm nay thì thiết kế cũng như xây dựng rất là chỉnh chu. Quý anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp để chúng tôi dắt anh chị xem một tí căn nhà này. Nhà thiết kế thì công trọn vẹn đầy đủ chắc chắn luôn quý anh chị ha. Bên từ tư chiến sẽ có bảo hành cho quý anh chị 2 năm chống thấm cũng như là bảo trì trọn đời cho quý anh chị ha. Không gian rất là ánh sáng rất là nhiều trong ngôi nhà này. Tư chiến xin tạm dừng video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý anh chị những video lần sau nha.